Chúng ta có một thông tin nữa Nhưng mà thông tin này đó là liên quan tới Binance Thật ra có hai thông tin liên quan tới Binance Tôi muốn chia sẻ Rồi chúng ta sẽ bước vào chia sẻ ngày thứ sáu Trong cái phiên tòa của Simon Free và Kelly Allison Lần này đó thì có nhiều drama hơn nữa các bạn Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới Binance Hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn Về cái đề tài liên quan tới là Binance Thì có một số những cái account Thuộc về những cái nhóm như là Hamas các bạn Có nghĩa là những cái nhóm mà khủng bố đó họ dùng để mà làm chuyện xấu Và Binance đã hợp tác với lại Israel để mà đóng băng những cái à, tài khoản đó thì à, chúng ta cũng thấy cái sự lo lắng ở đây là tại sao lại có những cái tài khoản đó ở trên sàn Binance Nhưng mà ngày hôm nay đó chúng ta có một CEO à, của một công ty gọi là The Thai à, Và người này đã lên trên đài CNBC để được phỏng vấn các bạn Và The Thai đó là một cái công ty mà họ chuyên về cung cấp những cái dữ liệu on -chain để các bạn có thể theo dõi giống như là họ cung cấp những cái tin báo on chain các bạn là một cái công ty mình không hiểu là tương tự như là Chainalysis thì CEO của họ cũng đã lên trên đài CNBC và họ nói là crypto là một cái sổ cái minh bạch thực sự nó tốt hơn nó tốt hơn nhiều khi mà họ như là đang nói tới là cái nhóm mà làm chuyện xấu đó các bạn yêu cầu nhận tiền bằng crypto hơn là tiền mặt bởi vì nếu họ yêu cầu bằng crypto chúng ta có thể tìm ra họ trước đây đó họ không có dùng crypto tại vì crypto chưa có thì họ sử dụng tiền mặt khó để mà theo dõi tiền mặt hơn rất là nhiều vâng họ có thể gửi crypto vào sàn giao dịch nhưng mà quan trọng là đảm bảo họ không thể rút tiền của họ ra bởi vì nếu như họ có thể chuyển tiền vào nhưng mà không rút ra được thì tiền đó cũng vô dụng thôi có nghĩa là ceo của the thai nghĩ là thì những cái người này họ gửi crypto lên sàn giao dịch để họ có thể bán đổi ra tiền mặt nhưng mà họ gửi lên không quan trọng quan trọng là khi họ gửi lên họ bị đóng băng cái đó mới là quan trọng thì quan điểm của tôi về điều này là không quan trọng có nghĩa là CEO của The Thai đó nghĩ là việc Binance có tài khoản thuộc về Hamas không có tệ như là mọi người nghĩ sự thật đó đối với lại CEO của The Thai thì người này nghĩ là Israel có lý do để mà dốc toàn lực họ có thể là bỏ ra rất nhiều tiền và tốn rất nhiều công sức trong việc theo dõi những địa chỉ bí mà liên quan tới Hamas thì đương nhiên là họ có lý do của họ các bạn nhưng mà những cái công ty khác đó thì không có lý do cho nên họ không có nỗ lực nhiều hơn ngoại trừ là thực hành ví dụ KYC nghĩa là theo lực. họ chỉ cần KYC mà thôi mà nếu như mà KYC không có vấn đề cái tên của người mà tạo account đó cũng không có trong danh sách cấm thì tại sao lại đổ lỗi cho một sàn giao dịch và giống như là thuận theo dõi một địa chỉ bí nào đó địa chỉ bí đó chuyển qua người này người kia rồi tới bạn rồi sau đó đó bạn mở account trên sàn Binance thì làm sao sàn Binance biết được là tiền đó là từ đầu tới cái bạn trong khi mà sàn Binance KYC bản thân bạn mà thôi nếu như mà không có bất cứ một cái gì khiến cho sàn Binance nghi ngờ thì cũng không lý do gì họ không cho bạn mở account nhưng mà thuận là biết tại vì thuận có lý do theo dõi cái địa chỉ bí này và Israel cũng như vậy cho nên việc mà Binance không biết đến khi nào israel thông báo cho binance và sau đó binance đã hỗ trợ giúp cho israel đóng băng những tài khoản này và tìm kiếm những tài khoản liên quan đây thực sự là điều tốt chứ không phải là xấu như là nhiều người nghĩ cho nên hôm qua đó thuần đã chia sẻ khiến nhiều bạn cũng lo lắng là cái này có dẫn đến là bộ tư pháp sẽ mở cuộc điều tra rồi khởi tố binance hay không bây giờ vẫn chưa xảy ra các bạn nhưng mà đây cũng là một quan điểm hy vọng là quan điểm này nó khiến cho bạn lạc quan một chút một góc nhìn khác về sự kiện liên quan tới những ca cao của hamas trên binance và Binance thì không ngừng ở đây các bạn. Ngày hôm nay lại có thêm một cái thông tin đáng tiếc cho Binance. Các bạn đã thấy được Binance thì đang tìm cách quay lại thị trường ở Anh Quốc nhưng mà vẫn tiếp tục bị cơ quan tài chính Anh từ chối. Chi tiết hơn nữa là bây giờ Binance nếu như mà muốn hoạt động ở Anh Quốc thì phải quảng cáo ở Anh Quốc và bây giờ luật của Anh Quốc là nếu như mà không có bằng hoạt động crypto ở Anh Quốc thì sẽ không tự quảng cáo được nhưng mà có thể là thông qua một đối tác thứ ba mà hoạt động ở Anh quốc để quảng cáo thì Binance muốn quảng cáo crypto ở Anh bằng cách là hợp tác với một công ty có tên là Rebuilding Society họ đã nói tới cái điều này vào tuần trước các bạn đây là một công ty mà chuyên phê gì quảng cáo tiền mã hóa ở Anh nhưng mà đáng tiếc đó là cơ quan tài chính ở Anh nghĩa là FCA đã ngăn chặn và thu hồi giấy phép quảng cáo của họ Điều đáng nói là chỉ sàn Binance bị hạn chế thôi các bạn Trong khi mà những sàn khác như là Orchex, sàn này cũng không rành à, Công ty phê duyệt dịch vụ tiếp thị cho OKX và Coinbase lại không bị FC đề cập đến Orchex là một công ty chuyên về dịch vụ quảng cáo giống như là Rebuilding Society Nhưng mà họ làm việc cho OKX và Coinbase lại không vấn đề gì à, thì cũng đáng thích cho Binance lý do tại sao cũng không nói rõ đây các bạn chỉ à, nói là thì bây giờ sàn Binance vẫn chưa hợp lệ nhưng mà không có nói chi tiết ở đây dựa theo bài viết mà thuận đọc từ CoinDesk Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái thông tin lớn khác ngày hôm nay các bạn đó chính là ngày thứ sáu của Sam mình Free và đương nhiên các bạn thấy được hôm nay đó mọi người quan tâm đến chủ yếu cũng chính là Kelly Allison ngày hôm qua đó thì Kelly đã ra tò rồi các bạn nhưng mà hôm qua các bạn đã biết là chia làm hai ghe quen thì uh, coi như là cũng ra tò ngày hôm qua thì theo tôi biết là ghe quen coi như cũng đã kết thúc cái lời khai của mình rồi thì caroline hôm nay vẫn tiếp tục các bạn và caroline là một người mà thường gặp thấy có thể là không quen với lại cái ánh sáng hào quang các bạn tại vì thật ra chúng ta biết đến alameda research một thời gian Chúng ta cũng nghe đến cái tên CEO là Sam và Sau đó là Caroline Allison Nhưng mà tới lúc mà chúng ta biết à, Bắt đầu là có những cái drama liên quan tới Binance Binance muốn bán token FTT Thì lúc đó chúng ta mới thật sự biết là Caroline nhìn như thế nào các bạn Một người mà có thể là không có thích à, Những cái báo chí hay là được nổi tiếng đâu Cho nên các bạn thấy là nhiều những cái hình ảnh Thì nó không có tỏa sáng được nhan sắc của Caroline <laughs> Thôi đi giờ các bạn một chút thôi thôi Chúng ta bây giờ hãy nghiêm túc một chút các bạn Thì ngày thứ sáu này là câu chuyện về vụ lừa đảo tỷ đô âm mưu gian lận và một mối tình đổ vỡ các bạn và thuận cũng đã tóm tắt cái phần này để chia sẻ với các bạn thuận sẽ chia sẻ cái phần tóm tắt này và còn một số thông tin khác nữa thuận cũng không có thời gian để mà chia sẻ nhưng mà thuận sẽ nói tới trong video này thì trước hết đây là lời khai của Caroline ngày hôm nay thì tóm tắt như thế này các bạn Caroline Allison người mà từng đã là lãnh đạo của quỹ đầu tư của Alameda Research của Simon Free và có mối quan hệ tình cảm với lại Simon Free đã đứng trước tòa như là một nhân chứng trung tâm ngày hôm nay sau khi mà đã nhận tội về nhiều hành động gian lận Lời làm chứng của Caroline vẽ lên một bức tranh đầy giả dối và giả tâm gian lận của Sam Bankman Free. Đứng trước những nỗ lực giải quyết khó khăn tài chính của FTX thì Allison đã tiết lộ là ngay thời điểm đó có nghĩa là khoảng chừng là tháng 8, tháng 9, tháng 10 của năm ngoái đó các bạn không nói rõ là khi nào thì Allison đã tiết lộ là Sam Bankman Free đã xem xét việc là gọi vốn từ MBS như là hoàng tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê út. Các bạn cũng đã nhớ là Sam cũng đã tới và chụp hình chung với lại hoàng tử Mohammed bin Salman Nhưng mà kết quả đó thì không như mong muốn Đã không có kêu gọi được vốn từ người này Đây là một phần trong chiến lược của họ để củng cố tài chính cho FTX giữa khủng hoảng Thì Caroline đã khai về chiến lược tạo hình ảnh cộng đồng của Salmon Free Bao gồm mái tóc dài và bừa bộn của SBF Và cái mái tóc của Salmon Free các bạn, cái mái tóc dài mà quăng quăng á thì nhìn nó giống như là không có chảy và không có được ngăn nắp Thật ra Salmon Free đã cố tình làm như vậy Và Salmon Free cho đây là một cái yếu tố rất quý giá để gây dựng hình ảnh cộng đồng của mình Và lựa chọn của Sam Salmon Free khi mà lái chiếc xe Toyota Corolla Thay vì một chiếc xe sang trọng là một chiến lược để tốt hơn cho hình ảnh công cộng của anh Tất cả chỉ là một cái show thôi các bạn, tất cả chỉ là một màn dối trá mà thôi Điều quan trọng là Allison đã thừa nhận là Salmon Free đã hướng dẫn cô tạo ra một bản cân đối kế toán thay thế như là một cái bản cân đối kế toán giả vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 để trình bày tình hình tài chính tốt hơn của Alameda để mà che giấu sự thật là FTX đang nợ 15 tỷ đô la từ khách hàng. Bản cân đối kế toán được thiết kế để loại bỏ một phần gọi là khoản vay FTX, do đó che giấu đi 10 tỷ đô la trong số tiền khách hàng đã bị Alameda mượn, làm cho nó trông như là chúng tôi có đủ tài sản để mà đảm bảo các khoản vay kỳ hạn của mình. Kế đó Allison cũng đã làm sáng tỏ tâm trạng của mình trong suốt những hoạt động này. Và lại đã thú nhận là mình luôn trong tình trạng kinh hoàng. Sợ hãi là khả năng khách hàng đã rút tiền và sự sụp đổ tài chính của họ. Gánh nặng tinh thần cũng trở nên rõ ràng khi mà cô biểu lộ là cảm giác được giải thoát. Khi mà nghe cái thông tin liên quan tới sàn FTX và Alameda đã sụp đổ. Đó. Lúc đó thì lại đang ở... Nhật Bản Và khi nghe thông tin này đó thay vì là buồn bã thì cô lại cảm thấy được giải thoát Vì cô không phải nói dối nữa sau khi mà FTX và Alameda sụp đổ Đây là lời khai đến từ Caroline thường chỉ từng thuộc lại mà thôi Cái phần kế tiếp này là cực kỳ thú vị và cũng là một trong những cái thông tin Đâu đó cũng đã chứng minh được nhiều cái thuyết âm mưu của một số bạn Kelly đã khai là cái chiến lược để mà đối phó với sự cạnh tranh từ các sàn khác và để bảo vệ vị thế thị trường của FTX là Sam Bankman Free muốn khiến cho các cơ quan chính quyền đặt ra các quy định và khởi tố sàn Binance có nghĩa là Sam Bankman Free đã dùng cái quyền lực và ảnh hưởng chính trị của mình để cho những cái cơ quan chính quyền đối phó với sàn Binance và điều này làm củng cố cái vị thế thị trường của FTX và Binance một đối thủ và cũng là nhà đầu tư vào FTX từ sớm và Sam Bankman Free cũng luôn sợ hãi về pr xấu trong 6 tháng tới nghĩa là có bất cứ một cái pr nào mà xấu đó có thể ảnh hưởng đến giấc mơ được cấp giấy phép dây futures của FTX tại Mỹ và các bạn đã nhớ là thời điểm đó nó nếu như mà mọi thứ suôn sẻ thì sàn FTX sẽ là cái sàn đầu tiên có thể cung cấp dịch vụ futures cho crypto tại Hoa Kỳ. Điều này đã cực kỳ quan trọng đối với lại Sam Bankman Free và các bạn cũng đã biết là Sam Bankman Free đã đến gặp hai cái cơ quan thứ nhất là CFTC, ban quản lý uh, hợp đồng giao dịch futures và hàng hóa Hoa Kỳ và SEC, Sam Bankman Free đã đến để mà gặp trực tiếp Gary Gensler ít nhất là hai lần và Gary Gensler lúc đó cũng đã nghĩ đến việc là cấp giấy phép cho Simon Free. Thì để đảm bảo cho các bí mật đó Allison đã chia sẻ là Simon Free đã hướng dẫn nhân viên của FTX và Alameda sử dụng tính năng tin nhắn tự hủy của app Signal, nghĩa là trong cái ứng dụng này đó thì mọi người khi mà chat xong đó sau một thời gian thì cái tin nhắn đó sẽ tự hủy để mà xóa đi những cái bằng chứng các bạn và cảnh báo mọi người đó là chỉ nên đăng những bài nào trên Slack Slack là một cái nơi mà các bạn đăng thông tin mà họ nghĩ là sẽ chấp nhận nếu như bài đó được đăng trên trang đầu của The New York Times có nghĩa là đừng đăng cái gì mà sau này mình hối hận đăng cái gì cũng nghĩ đến là một tờ báo nào đó lớn như là The New York Times có thể là lấy bài đó rồi đăng lên trang đầu chỉ đăng những gì mà mình cảm thấy chấp nhận được mà thôi và thêm vào đó đó có hai điều nữa được nói đến các bạn. Thứ nhất đó là Ellison cũng đã nói là Simon Free cũng đã có cái kế hoạch là muốn dùi dập giá Bitcoin khi mà giá Bitcoin dưới 20.000 đô. À, cái này có thể là cái thời điểm khoảng chừng năm 2020 các bạn. Sau khi mà có dịch bệnh thì giá Bitcoin xuống từ 10.000 đô còn khoảng chừng là 3 tám mà sau đó tăng trở lên. Nhưng mà các bạn thấy được là không phá được 20.000 đô một thời gian và Ellison có thể nói vào cái thời điểm đó là Samman Free luôn muốn giữ giá Bitcoin dưới 20.000 đô. thì đây cũng là một trong những cái thông tin ít nhiều gì cũng cho các bạn thấy được là những cái thuyết âm mưu về là cá voi hay là nhà tạo lập thị trường muốn giữ giá dưới mức nào đó thật sự là có. nếu như mà lời nói của Keller là sự thật các bạn có nghĩa là Samman Free đã bán Bitcoin mỗi lần mà giá Bitcoin tới gần 20.000 đô hay là qua khỏi 20.000 đô một chút đó thì Sam sẽ đâm Bitcoin để giữ dưới 20.000 đô và thêm vào đó nữa. Chúng ta cũng đã biết là có cái thông tin liên quan tới là Samman Free cũng đã hối lộ những quan chức ở Trung Quốc. Thì Allison cũng nói về cái vấn đề này các bạn và Allison á, nghĩa là Caroline Allison thì cũng đã nói là công ty FTX cũng đã mua một công ty gì đó ở Trung Quốc. À thường không có rõ ở đây nhưng mà cái công ty đó nó không biết vì lý do gì đã bị à, giống như là đình chỉ hoạt động. Cho nên bây giờ Simon Free đã muốn lấy số tiền nằm trong công ty đó thì cần phải hối lộ nhưng quan chức của Trung Quốc và tổng cộng nó đã dùng là 150 triệu đô la các bạn để mà hối lộ quan chức của Trung Quốc nhưng mà cuối cùng đã thất bại sau cái thất bại đó thì Salmon Free nghĩ một cách đó chính là dùng những cái account giả để có thể là withdraw tiền có nghĩa là để rút tiền từ cái công ty đó và một trong những cái account giả được sử dụng đó là đến từ một cái account của một cái cô gái bán hoa các bạn Hy vọng các bạn hiểu thuận muốn nói gì đây những cái cô gái mà bán vui đó thì có một cái account thuộc về một cô gái bán vui đó không biết tại sao lại có cái account này nhưng mà theo thường đọc ở đây đó là account này thì là dính dáng đến Sam Chabuco các bạn nghĩa là CEO cũ của Alameda không biết tại sao CEO cũ của Alameda là dính dáng đến một cô gái bán hoa ở Thái Lan <laughs> mà lại dùng cao đó để rút tiền từ công ty này Trung Quốc các bạn nói chung đó câu chuyện này giống như là phim vậy các bạn thì đây cũng là một trong những cái phần được khai bởi uh, Caroline ngày hôm nay nhưng mà Kelly đó đã nói về các mối quan hệ cá nhân của mình thì mối quan hệ cá nhân và mối quan hệ chuyên nghiệp gắn liền với nhau và với Alison thì khi mà kể về mối quan hệ tình cảm và sự chia tay sau đó giữa cô và Benjamin Free, Kelly mô tả tình trạng tinh thần của mình và những vấn đề công việc làm căng thẳng thêm các vấn đề cá nhân của họ khiến cho cô cảm thấy như là một người trong mối quan hệ không bình đẳng có nghĩa là caroline dựa theo lời khai của cô thì lúc nào cũng nói là bị đàn áp bởi sam free thì caroline allison cũng đã nói là tính tình của simon free đó thì rất là nóng nảy và thường chửi tục khi mà bị căng thẳng và cô luôn bị simon free đổ lỗi cho tất cả các sai lầm và ở tòa án đó, thì Allison đã nhiều lần muốn khóc trong tòa Và Simon Free đã không dám nhìn thẳng mặt cô Có nghĩa là Kelly Allison nói là mình thương Simon Free Nhưng mà giống như là bị Simon Free lợi dụng Xúi dục mình làm những cái chuyện phạm pháp Rồi bây giờ dùng mình để mà làm bia đỡ đạn Đó chính là những gì mà Kelly muốn chia sẻ Và một điều khác nữa chúng ta không thấy nghe nói đến Đó chính là cái mối quan hệ giữa ba của Kelly Có nghĩa là Clan Allison và Gary Gensler của SEC Các bạn cũng đã nhớ là khi mà còn dạy học chủ tịch Gary Gensler của SEC đó là làm việc cho ba của Caroline, ba Caroline là sếp của Gary Gensler trước đây. Thì một góc cạnh nào đó đó các bạn cũng thấy là tại sao mà có thể Sam Free tiếp cận Caroline Allison, tại vì biết là ba của cô có thể móc nối quan hệ với lại chủ tịch SEC đại Gary Gensler. Và ngay bây giờ đó thì các bạn đã biết là Benjamin Free đang đối diện với một loạt các tội hình sự và có nguy cơ bị bỏ tù trọn đời và Allison đã thỏa thuận và lựa chọn hợp tác để được giảm án thay vì là có khả năng là ngồi tù tới 110 năm luôn các bạn nói chung thì cho dù là thỏa thuận đi nữa không biết là kết quả cuối cùng thì Kelly sẽ phải vào tù bao nhiêu năm các bạn cũng rất là đáng tiếc Simon Free chỉ có 30 tuổi thôi và Kelly chỉ có 28 tuổi cho dù được giảm phân nửa án tù đi các bạn thấy được là phân nửa của 110 năm là 55 năm tiêu các bạn được giảm 75% có nghĩa là chỉ ở tù 1 phần tư của khoảng thời gian này thôi các bạn đã thấy là 20 mươi mấy 30 năm rồi có nghĩa là cũng phí hết cả đời này cũng đáng tiếc lắm các bạn à, nhưng mà sự việc này vẫn đang xảy ra chúng ta sẽ không biết được là kết quả cuối cùng sẽ ra sao nhưng mà rất rõ ràng là có gian lận lừa đảo xảy ra ở đây nhưng mà câu hỏi đến cuối cùng là ai nhận bao nhiêu án tù mà thôi và có kết tội Simon Free được hay là không với tội chủ mưu thì phiên tòa các bạn thấy là đang diễn ra và trở thành một cái thông tin rất là nóng bỏng được săn lùng bởi rất nhiều những cái nhà báo khác nhau và những câu chuyện được kể đó đã tạo ra một mạng lưới phức tạp với nhiều câu chuyện cá nhân sự lừa dối tài chính và sự thao túng tâm lý và khi nào mà có thêm thông tin về cái vụ này thùng sẽ chia sẻ tới thùng biết là nhiều bạn cũng rất là quan tâm và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit okx bitget binance alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Những mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn